Hi, xin chào tất cả mọi người, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bado Official. Video này mình muốn nói về in thiệp cưới trên dòng máy 830 D&D và một số cái kinh nghiệm mà in thiệp cưới và cái lựa chọn thiệp cưới như thế nào. Đây là cái thiệp cưới mà cái này là mình in gia công cho một cái tiệm của bà chị là chuyên về làm thiệp cưới. Tuy nhiên là trong cái thứ nhất là thiệp cưới á, nếu mà những lúc trước á, thiệp cưới thì người ta hay sử dụng in lụa để người ta kéo lụa, thì với cái mức độ hiện tại bây giờ thì máy móc nó chiếm ưu thế nhiều hơn, do đó lụa chỉ làm ở một số cái thiệp cưới phức tạp ha, tức là chỉ làm ở một số thiệp cưới phức tạp hoặc là làm những ở thiệp cưới gọi là thiệp cưới nước nổi. Thì khi mà người ta kéo thiệp xong, người ta rắc cái bột nổi lên và sau đó người ta bỏ vào lửa, người ta hơ hoặc là người ta sấy, ta có máy sấy gì đó, thì cái lớp chữ nó sẽ nổi lên, nó gờ lên, ta gọi là thiệp cưới nổi. Do đó bữa nay hiện tại bây giờ thì cái nhu cầu thiệp cưới nổi người ta cũng không làm nữa. Thứ nhất là nó cao tiền, nó rất là lãng phí. Bây giờ các bạn thấy là một số cái người ta khi mà đi chọn thiệp cưới người ta cũng rất là tiết kiệm, chứ không ta không có chọn giống như những cái mẫu thiệp cầu kỳ, hoặc là người ta sẽ đặt in offset luôn, người ta gia công in offset luôn. Ở đây là cái mẫu thiệp cưới cũng khá là đơn giản, nó có hai phần như thế này nè, hai phần. Đây là cái bì nắp, đây là cái phần trong ruột. Thì về phần thiệp cưới khi mà in thì các bạn, đối với mà khách hàng mà đem qua cho mình in gia công, hoặc là mình cũng có thể là mình mua phôi về mình làm thiệp cưới cũng được, nhưng mà đây mình in gia công. Thì khi in gia công thì những cái tất cả các tài liệu khi mà khách hàng đưa qua, thì một là mình sẽ design cái phần nội dung, hai là khách hàng nếu mà người ta đã chuyên về phần thiệp cưới thì người ta sẽ design luôn cái phần thông tin của khách hàng, rồi mình chỉ đem qua mình chỉ in thôi. Khi mà in thì các bạn nên kiểm tra lại cái kích cỡ khổ giấy như thế này. Khổ giấy cao bao nhiêu, ngang bao nhiêu, và cái phần nội dung giữa hai bên hoặc là những cái phần phía sau này như thế nào, thì chúng ta sẽ kiểm tra. Về kinh nghiệm một số cái lựa chọn in thiệp cưới trên máy 830D&D, theo mình thì ở trên thị trường thiệp cưới hiện nay có rất là nhiều loại. Một loại là thiệp chợ nè, tức là các bạn sẽ thấy là cái thiệp nó giống như là nó chỉ ép nhũ thôi, cái phần ép nhũ nó lên thôi, nó giống như một cái thiệp đơn. Còn cái thiệp còn một loại hiện đại hơn đó là thiệp người ta in offset. Offset tức là in màu mè nhiều hơn, và người ta vẫn chừa những cái khoảng để chúng ta điền, chúng ta in nội dung vào, đó là thiệp in offset. Tuy nhiên khi mà các bạn lựa chọn mà phôi in trên cái máy 830D&D, tức là máy in laser, thì các bạn nên chú ý, theo mình các bạn nên chú ý một số điểm. Thứ nhất là các bạn nên chọn những cái thiệp đơn giản và cái thiệp nó có mức độ láng nó nhiều hơn, mức độ láng nó nhiều hơn, tránh những cái tình trạng ví dụ như những cái thiệp mà dập nổi, tức là những cái thiệp mà người ta dập lên có những cái phần nổi cơi lên, những phần nổi cơi lên, và những cái thiệp mà nó có cái độ lồi lõm cao, có những cái độ lồi lõm cao, thì những cái thiệp đó khi mà in trên máy 830D&D, thì khi mà các bạn biết là khi mà cái máy nó đưa qua nó ép vô cái tờ giấy nè, thì những cái phần nào mà nó phẳng hoặc là nó lồi lên thì máy nó có thể là nó phủ bật được, còn nếu không thì máy nó sẽ những cái phần lõm sâu quá thì máy nó sẽ không có phủ mực và nó ép chín được ha, không có ép chín được. Do đó là một số cái kinh nghiệm mà mình thấy là các bạn nên hiện tại bây giờ là các bạn nên chọn những cái phôi phẳng, có thể là những cái phôi offset, thì những cái phôi phẳng. Đa số những cái phôi chợ thì các bạn sẽ thấy là nó hay ép nổi hoặc là ép kim, hoặc ép nổi lên, hoặc là những cái giấy mỹ thuật nó sẽ gờ nhiều. Còn đối với mà máy offset thì hầu như là chỉ in những cái giấy cũng giấy mỹ thuật, nhưng mà họ in trên giấy phẳng nhiều hơn, họ ít có in trên cái giấy lồi lõm. Do đó là những cái phôi offset hiện tại bây giờ cũng rất là đẹp. Còn về làm như thế nào để mở một cái tiệm in thiệp cưới, thì mình nghĩ các bạn trước tiên là các bạn phải biết được cái phần mềm thiết kế rồi, tức là các bạn học Corel, rồi sau đó các bạn biết cách design một cái thiệp cưới là như thế nào, cái phần nội dung. Ở đây mình chỉ phần nội dung rất tiện. Hiện tại bây giờ các bạn biết là khi mà các bạn muốn làm thiệp cưới thì các bạn vào những cái công ty in trong Sài Gòn hoặc là những thành phố lớn, hoặc là những công ty in chuyên in thiệp cưới, các bạn liên kết với họ, họ sẽ gửi những cái mẫu, hoặc là mình mua một số cái mẫu tượng trưng
À, rồi sau đó họ sẽ mẫu, họ sẽ gửi những cái mẫu catalog và nó có mã số trên đó. Thì khi mà các bạn khách hàng tới, các bạn chỉ cần đọc cái mã số thôi, à, đọc mã số vào trong công ty in thì người ta biết ở cái các bạn cần lấy cái mẫu này và người ta sẽ gửi về cho các bạn, và sau đó các bạn chỉ có cần việc design trên cái khổ mẫu đó và chúng ta in và chúng ta giao cho khách hàng. À, chúng ta chỉ in cái phần nội dung thôi, còn những cái phần màu mè bối bế thiệp như thế nào, độ cầu kỳ bao bì độ thì nó hầu như là trong cái công ty mà chuyên in sĩ cái loại phôi ấy, người ta đã làm hết rồi. À, còn một cái nữa, khi mà các bạn in trên máy 80DN, tức là một số cái bì thư, một số cái bì thư mà các bạn muốn in ở cái dạng mà in luôn cái địa chỉ á, chỉ bản chỉ dẫn á, thì mình nghĩ chỉ có là những cái bì thư mỏng thôi, hoặc bì thư mỏng hoặc là những cái bì thư mà khi mà tổng cái chiều dày của nó không quá khoảng 170 hoặc đến 180 gì đó, khoảng 200 đổ lại. Tại vì khi đó khi mà cái bì thư nó dày lắm, thường thường các bạn thấy có một số loại bì thư cao cấp ở cái tiệc cưới thì người ta rất là dày. À, do đó là chúng ta sẽ khó in bì thư, hoặc là những cái bì thư mà nó phức tạp, hoặc là những bì thư phức tạp thì chúng ta không thể nào mà đưa vào máy chúng ta in được. Do đó là những cái phần hầu như là những cái thiệp đơn giản thì hầu như người ta cũng ít có cái phần mà bản chỉ đường lắm, tại người ta thường thường hiện tại bây giờ là đa số là đã có những cái người ta đãi ở nhà hàng hoặc là đã lớn, thì những cái địa chỉ đó thì rất là quen thuộc rồi. Hoặc là khi trong quá trình thiệp cưới, thiết kế cái design một cái thiệp cưới, thì các bạn cũng có thể là các bạn tận dụng những cái phần trống ở trên cái thiệp này. Ví dụ ở đây cái thiệp này thì các bạn có thể tận dụng ở phần này chúng ta sẽ thiết kế cái đường đi, còn như phần này là nội dung, đúng không? Tức là cái phần này giống như là phần thừa này, nhưng mà khi mà chúng ta thiết kế một cái thiệp cưới á, thì các bạn nên kiểm tra lại những cái nội dung, cái ý của mình là như thế nào. À, mình design hết cho khách hàng ta coi cái mẫu ha, ta coi cái mẫu, cái điểm muốn họ muốn tìm thấy cái địa chỉ thì chúng ta làm ở đây đó. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái in thiệp cưới, và bây giờ mình sẽ vào design in thử cho các bạn coi là trên một cái tấm mẫu như thế nào nha. Để các bạn cùng theo dõi. Rồi đây là cái mẫu thiết kế mà ở bên tiệm in thiệp cưới người ta gửi qua cho mình để in gia công. Thì mình đo trên cái thiệp cưới hồi nãy, tức là cái bề ngang của nó là 21 năm. Thì khi các bạn nhận cái file như thế này thì các bạn nên chuyển về cái khổ giấy A4 để cho chúng ta quen. À, và cái mm chúng ta chuyển về mm hoặc là cm tùy theo các bạn. Thì đây các bạn biết là đây là 20, đây người ta làm 20 213, tức là ngón thiếu 2. Thì mình sẽ để như thế này, tức là 215. À, ở đây là 90, tức là 90 thành 18, tuy nhiên đây nó lệch à, các bạn sẽ canh này. Mình sẽ chuyển cái màu này màu thành màu đen cho các bạn dễ thấy nha. Đây. Rồi sau đó các bạn thấy người ta thiết kế như thế này là nó bị lệch nè, do đó chúng ta sẽ rút hết cái phần thứ nhất và rút cái phần thứ hai. Sau đó chúng ta quét chọn hai cái đối tượng, chúng ta bấm chữ L, tức là canh bên lề trái nè. À, canh lề trái. Ở đây người ta vẽ cái file ấy, nó không được đều. Các bạn sẽ thấy ở dưới ấy, ở đây nè. À, là 213 là mình sẽ canh là 215. À, sau đó các bạn quét chọn hai đối tượng, chúng ta sẽ bấm chữ L, tức là phải phần trên phần dưới. Chúng ta quét chọn đối tượng, bấm chữ B nó vào trong chính giữa thì ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn những cái đường giống. Các bạn mới làm, các bạn làm từ từ như thế này nè, làm đường giống. Các bạn có thể là các bạn làm theo đường giống như thế này. Giống này mình sẽ canh vô giữa. Thứ nhất đây là cái tổng thể, tức là đo theo mép của cái bì thư luôn. À, tức là đây là 25. Tuy nhiên khi mà mình trong quá trình mình in á, khi quá trình mình làm file mình in cho khách hàng thì mình sẽ bóp nhỏ cái này lại. Tại mục đích làm chi? Tại vì cái khi mà các bạn ít bỏ vô thì cái máy mình không thể nào mà in tràn lề được. Do đó mình sẽ bóp nhỏ lại, ví dụ đây là thành mình bấm là thành 210 thôi. Hoặc là đây còn lại là thành 87. Đấy, thì khi các bạn sẽ thấy nè, ở phần này nó sẽ thụt vào. Và sau đó tùy theo mình chỉnh nha. Tùy theo mình chỉnh.
mình chỉnh ở mức độ an toàn cho cái máy mình in. Đó. Đó. Tức là mình sẽ chỉnh như thế này. Rồi sau đó rồi các bạn biết ở đây là phần giữa, tức là ở đây là phần phần giữa này nè, tức là cái phần cấn bằng giữa, do đó mình không thể nào mình in chồng lên, nó rất là xấu, không hai mép nè. Do đó là mình sẽ chọn thế này. À, các bạn sẽ thấy là đây lề nó sẽ chọn, nó sẽ trừ lề ra. À, chúng ta sẽ in rồi sau đó tiếp theo là đến màu, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tô màu. Ở đây khách hàng yêu cầu mình tô màu đỏ, nhưng mà đỏ cánh sen. Thì đỏ cánh sen thông thường cái thông số của nó là cái màu cyan nó là 2 và màu magenta là khoảng 85 hoặc là 82, 80, 85 gì đó. Thì các bạn sẽ tô này, các bạn sẽ tô thử nha. Đây là magenta, đây là cái nguyên là cái magenta là hết là 100% này. À, đây là cái màu magenta. Thì các bạn sẽ thấy nó giống, cũng giống như cái màu đỏ sen đúng không? Ở đây là cái đỏ cờ nè, các bạn sẽ phân biệt ha. À, đỏ cờ và đỏ sen như thế nè. À, hoặc là các bạn có thể vào trong đây. Vào trong đây. Các bạn cho cái này thấp xuống cũng được, hoặc là màu sậm sậm thì các bạn cho thấp xuống, mình cho 85 đây cái phần 2. Các bạn ok. Thì nó vẫn ra ha, nó vẫn ra. Tức là màu nó sẽ sậm hơn một chút. Rồi sau đó mình sẽ tô hết những cái dòng chữ này, mình chọn hết mình tô. Có một số cái nè, ví dụ như cái phần này nè, các bạn thấy phần này nè, nếu mà các bạn để vậy các bạn tô luôn thì nó sẽ sao, nó sẽ mất đúng không, nó sẽ mất. Nhưng mà cái này của người ta, của người ta là đã cho cái nền màu trắng, thì do đó các bạn chỉ khi mà các bạn click vào, các bạn tô viền trước và sau đó các bạn sẽ chọn là các bạn rút rã rút, tức là Ctrl U, các bạn rã rút những cái phần này ra đi, rồi sau đó các bạn tô thêm cái màu cho nó đó, tức là theo chấm theo của người ta. À, ở đây nó có một số cái như thế này nè, đó các bạn thấy đây cái chữ số không? À, nếu các bạn tô, nếu các bạn tô hết như vậy thì các bạn sẽ thấy nó mất luôn nè. À, tô viền và tô nền thì nó sẽ mất luôn, do đó các bạn sẽ chọn là cái màu trắng. À, các bạn chú ý kỹ nha, nhiều lúc mất in tiệc cưới mà mất cái này là người ta không biết đường nào người ta đi luôn á. À, rồi sau đó cái viền này cũng theo màu hồng cánh sen luôn. Rồi phía dưới cũng vậy, phía dưới đây thì chúng ta sẽ có cái phần này, phần chữ, phần ngày và dưới phần này. Thì bây giờ phần này mình xử lý phần này trước. À, phần này là chỉ có tô ở viền thôi, do đó mình sẽ tô ở viền thế này và sau đó chúng ta sẽ rã rúp ra giống như trên cái kia. À, đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn hết cái này, chúng ta tô rồi chúng ta sẽ sửa lại những cái phần này, chúng ta bấm Ctrl U, chúng ta rã rúp ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ tô màu trắng. Rồi, còn phần này là tô màu cánh sen đỏ bình thường. Rồi khi mà các bạn làm xong hết á ha, các bạn bấm F4. F4 mục đích là gì? Để cho mình rà lại cái phần nội dung còn các bạn muốn rõ nữa. Các bạn muốn mà coi nó toàn màn hình luôn, chỉ có một cái file này thôi, các bạn bấm F9 cho mình. Đó, thì các bạn sẽ thấy trên màn hình nó sẽ ra hiện ra như thế này nè. Và chúng ta sẽ kiểm tra lại, à, coi những cái có những cái phần nào mình tô màu bị mắc hay không. Rồi sau đó các bạn đã thoát ra, các bạn bấm chữ ESC ở trên bàn phím á. Nó kế cái nút F1 thì nó sẽ hiện ra như thế này. Rồi sau khi mình in xong, mình làm xong hết rồi đúng không? Mình coi hết là các bạn rút lại cho mình, để tránh trường hợp ví dụ như trong quá trình mình làm mà nó chạy cái phần nào ra thì nó sẽ bị sai sót, cho đó mình rút lại một lần nữa để cho nó chắc ăn. Sau đó bấm chữ B cho nó canh giữ cái phần A4 như thế này. Rồi, à, đối với mà khách hàng á, mà gửi qua file thô mà để chúng mình xử lý thì mình xử lý theo cách đó. À, còn bây giờ đến phiên công đoạn in và canh chỉnh và in nha. Rồi bây giờ đến khi mình bỏ cái bì thư vào máy, thông thường cái máy 830DN này nè, là khi mà mình muốn in mặt nào thì mình sẽ bỏ cái mặt in nó nằm phía dưới. Nó nằm phía dưới. Ví dụ như ở đây có cái mặt này là mặt mà không in, tức là mình in muốn in mặt này thì mình sẽ cho cái mặt này nó nằm phía dưới thế này nè. Còn cái mặt không in đó là nó ngửa lên trên. Tuy nhiên ở trên cái file hồi nãy á, các bạn sẽ thấy là nó cái phần nội dung á, nó sẽ in trên đây trước và nó sẽ gấp lại như vậy nè, sau khi nó sẽ gấp lại như vậy.
Do đó để mà in á, thì mình sẽ đưa cái đầu này nè, ha. Chúng ta sẽ đưa cái đầu này, chúng ta đưa qua, chúng ta sẽ nhìn file ha, sau đó chúng ta sẽ đưa qua. Thì chắc chắn khi mà làm cái gì thì các bạn phải in thử một bản trước, chứ không có thể nào mà trong một cái file hoặc cái file mà mình trên in trên cái phôi có sẵn á, mà mình in một lần nó được. Ha. Tại vì cái lề đôi khi có lề có lúc á, là cái máy nó lệch qua hoặc lệch lại, hoặc là trong cái quá trình file á, nó sẽ có một chút nó nhích, cho đó là mình khi mà nó in á, tức là mình phải in một cái bản test trước rồi sau đó mình mới in hàng loạt. Chứ nhiều lúc các bạn đừng có xử lý cái file ha, các bạn đừng có nghĩ là mình xử lý cái file xong rồi đó, là mình bỏ rồi mình in hàng loạt thì nó sẽ sai nha. Do đó các bạn làm cái gì các bạn phải in thử trước một cái bản test trước rồi chúng ta sẽ coi như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái máy này, nội dung ở đây mình canh chỉnh xong hết rồi, bây giờ mình sẽ lên máy mình làm lệnh nha. Rồi bây giờ in. Đối với trên cái máy 810N nó có một cái tiện như thế này, khi mà làm file xong mình rút hết tất cả các file, bấm chữ B ở vào chính giữa cái trang giấy như thế này nè. À, mình hay in theo cách này thì nó sẽ nhận diện luôn cái phần kích thước ở trên trong cái file này khi mình chọn cái file này, chứ không cần thiết phải mình phải xuất ra một cái file hình, file tiếp nữa. Nên đây là một trong những cái dòng máy mình cảm thấy rất là tiện khi mà chúng ta đang làm, nếu các bạn mở in tiệc cưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm chữ Ctrl B. Các bạn chọn máy 830DN, sau đó các bạn sẽ chọn vào trong cái phần in. Ở đây các bạn sẽ thấy ra đây mình đang in khổ giấy in ngang, thì mình sẽ chọn giấy khổ in ngang. Và sau đó mình sẽ chọn kích thước, thì kích thước cái độ dày của nó thì khoảng nằm khoảng 80, thì mình sẽ chọn khổ 80 thôi. Bây giờ đây mình chọn keypad, mình đặt ở keypad mình in. Và đây là cái phần độ dày thì nó sẽ nằm, mình sẽ chọn ở cái phần an toàn, tức là 170 đến 220, tức là mình sẽ chọn độ an toàn để bấm vào đây. Tuy nhiên sau đó khi bấm vào đây xong các bạn phải chọn theo kích thước nữa. Rồi các bạn vào trong phần Design Setting nè, các bạn chọn Custom Barber Size, sau đó các bạn vào trong đây các bạn chọn vào mm, thì cái chiều ngang của nó là 180, tức là tổng cái chiều ngang của cái bị thư của cái thiệp đó là 180, thì mình bấm đây 180. Còn cái chiều ngang của nó là 215 ha, 215 215, thì mình sẽ chọn này 215, các bạn bấm OK. À, rồi các bạn sẽ thấy đây, trên đây là nó sẽ có cái tổng kích thước, nó sẽ đo kích thước như này, và chúng ta sẽ bấm OK. Rồi chúng ta sẽ bấm OK, chúng ta in. Rồi sau khi mình in test mẫu một cái bản như thế này, các bạn sẽ thấy nè, à, thế này đó. Thì sau khi mình căn chỉnh ra thì một cái thiệp cưới in nó sẽ ra như thế này trên máy 810DN. Thì có thể là cái phần này nó lệch qua lệch lại, thì mình chủ yếu mình căn thôi, mình căn mình có thể xích qua, à, mình xích xích bản in qua hoặc một chút. Còn đối với các màu ở trên 830DN, các bạn sẽ thấy cái màu nó rất là tươi, đối với màu sen, hồng cánh sen cũng rất là tươi. Và nó có một cái ưu điểm, tức là cái này in cái xử lý cái công việc nó rất là nhanh, và cái màu nó tương đối là chuẩn cho cái thiệp cưới. Còn đối với mà mình sử dụng cái máy in phun thì cái màu, đối với màu hồng cánh sen nè, nó bị sậm xuống, nó bị sậm xuống, tại vì nó là dạng phun thấm hút chứ không phải là in tráng lớp như thằng laser. Do đó là cái máy 810DN này mình đánh giá là sử dụng trên thiệp cưới cũng rất là hiệu quả cho một số các bạn nào mà mới vừa mở tiệm mà đang có cái hướng về làm thiệp cưới, tức là mình chưa có cái vốn đầu tư lớn thì mình nên mua những cái dòng máy ít tiền. Còn khi mà mình có những cái vốn lớn rồi, mình có thể là sử dụng những cái máy nó cao cấp hơn khi mà mình đã chuyên về thiệp cưới. Tuy nhiên khi mà các bạn đã làm trong nghề lâu năm rồi thì mình thấy đa số thì người ta cũng đều liên kết với nhau cả, chứ không có nào mà một cái tiệm mà người ta sử dụng máy móc nhiều để người ta làm. Ví dụ như khi mà số lượng nhiều thì có thể là người ta đã đặt luôn ở trong nhà máy in, người ta làm luôn. À, nếu mà chúng ta không có thợ kéo lụa hoặc là nó có một cái gì đó nó bị cập rập thì chúng ta có thể đặt luôn, hoặc là liên kết trong đó chúng ta làm luôn. Thì sau khi mà các bạn trải được trong nghề rồi thì các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. À, thì mình hồi đó giờ thì cũng chỉ có in in gia công cho bà chị thôi, chứ còn thật ra về để về chuyên á, thì mình không có làm chuyên. Nên mình trong quá trình mình làm thì mình đã tìm hiểu cái cách làm của
cái chị tiệm này, cho đó là mình cũng đã có một số cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Còn về cái canh bản in thì mỗi mỗi cái file nó mỗi khác, do đó là khi mà canh bản in thì tất cả các bạn nên in test một bản thế này, in test một bản thế này, rồi sau đó chúng ta sẽ đầu canh chỉnh lại cái bản test đó, canh chỉnh lại sao có thể mình sử dụng cái bản này mình in lại để mình canh làm sao cho nó cân đối mà vừa đẹp, cân đối cái thiệp xong vừa đẹp là chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành in hàng loạt. Đây đó là toàn bộ một số cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Nếu các bạn đang làm có hướng về dịch vụ in thiệp cưới thì các bạn có thể có một cái định hướng tốt hơn để cho mình làm việc của mình nó hiệu quả, và cái hướng đi nó hiệu quả, cái liên kết thế nào và cái cách in như thế nào đó. Thì các bạn có thể, đây là một chút xíu cái kinh nghiệm, mình cũng không dám muốn rìu qua mắt thợ đối với những cái anh chị họ nào mà đã là chuyên về thiệp cưới rồi, nhưng đây mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn nào mà đang mới tập tỉnh vào nghề, hoặc là các bạn đang có nhu cầu mở tiệm thiệp cưới, thì các bạn có thể có thêm một chút kiến thức để các bạn có thể là tìm ra cái cách, cái hướng của mình làm thế nào. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy share để mọi người cùng theo dõi. Đừng quên bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video này nhé. Nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình chia sẻ những kiến thức mới hoặc là những kinh nghiệm mới của mình lên thì bạn có thể nhận được thông báo và theo dõi video của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn làm việc ngày càng hiệu quả, ngày càng đắt khách và thành công trên công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Bye bye các bạn.